Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay đây mình có nhận được chiếc iPhone 4S và tình trạng bể màn hình đây. Đấy, và mình có nhận được một con đồ cổ này. Đây, các bạn nhìn đồ cổ nhé. Đồ cổ. Đây, một màn đây mình có đã mua màn sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành là tháo ra. Tháo ra và thay thế màn cho khách luôn. Mấy nay công việc mình bận quá, được một thời gian bán hàng. Thứ nhất là hàng họ thì bận, mình không đi lấy hàng được. Nhà tin nhắn đấy, mình có nhiều tin nhắn lắm, mình không kịp đọc rồi. Cùng với em một hàn ốc rất to rất dài. Khách rồi bị đập, nữa là nó hoang đấy. Bây giờ đồ cổ là gì hết. Nhiều con ốc này bây giờ là gì hết. Mình biển luôn là nhanh. Bây giờ đây là có màn, mình sẽ tiến hành thay thế màn.
Đấy, ok. Thật ra 4S nó còn mấy con ốc đây nữa, nhưng mà ốc là không có. Nhưng mà mình không thấy cần thiết được lắm. Vì 6 cái ốc kia đủ từ trước cái màn hình. Alo, alo. Bọn Sony ít em không ạ? Sony gì em nhỉ? Sony gì em ơi? Alo. Alo, alo, alo. Bọn Sony ít em ạ? À, không, nhà mình hết rồi bạn ơi. Không anh. Nhà mình hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hết rồi nhá. Dạ. Nhà mình, ừ, ừ. Thôi mình sẽ bấm nguồn lên thử. Này, nó lên một quyền. Tại vì nhà mình không có nhân viên là... Nhân viên nhà mình một thằng đệ, nhưng mà nó đi làm suốt ngày. À, nó phải đi, còn đi xa suốt ngày thôi mà. Giờ là mình rất bận. Nhà mình đông khách này. Đấy, đang lên vầng đấy. Vâng, mà người ta là ok các bạn nhé. Đây rồi. Xe điện thoại của anh bị sao bật được vào lắc. Pin nó lắc. Từng gắn này có hai viên. Cái viên pin này rồi thằng em nó thay cho không có lăn dính hai mặt cũng đẹp. Nó lắc à? Nó lắc. Ok, ok. Cái đèn nó lắc nó tắt nhỉ. Cái hôm con nó cầm cái đèn flash nó đánh rơi. Chắc nó đánh rơi thì cái gì cậu xem một tí. Đèn flash thì chắc thì nó cháy tụt dây thôi nhỉ. Tụt liền. Cháy liền liền. Đây, người ta kiểm tra, không được tố. Chờ anh tí. À, muốn ở dùng được thì được. Đẩy khách cũng dùng.